Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút tối qua 21 tháng 5, trong lúc các chiến sĩ thuộc đội đặc nhiệm hình sự hướng Nam tuần tra thì phát hiện Sơn đang đi bộ rảo quanh các tuyến đường tại khu vực Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7. Thấy có biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra đã bám theo. Khi đến trước địa chỉ S781, chung cư Sky Garden 3, tại địa bàn trên, đối tượng Sơn đã dùng bộ đoạn để phá khóa một xe máy rồi nổ máy tháo chạy. Ngay lập tức, các chiến sĩ công an đã truy đuổi và khống chế bắt giữ đối tượng cùng tan vật về trụ sở qua khai thác nhanh, Sơn khai nhận chuyên thực hiện các vụ đá xế bằng cách đi xe máy thăm dò các địa điểm. Khi phát hiện nơi thích hợp để ăn hàng, người đàn ông này sẽ gửi xe máy tại một bãi giữ xe gần đó, rồi bắt xe ôm để đi trộm khắp. Đáng nói, Sơn đang nghiện ma túy hơn 20 năm và nhiễm HIV. Mỗi khi đi trộm cắp, người đàn ông này luôn thủ kim tiêm để chống trả, rất nguy hiểm. Ngoài vụ việc trên, đối tượng Sơn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác.